Alo alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Kính chúc tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Bây giờ Sài Gòn Du Hí đang đứng trước cái đường đi đến ngọn Hải Đăng Vũng Tàu nè mọi người. Các bạn hãy cùng theo mình để khám phá ngọn Hải Đăng của thành phố Vũng Tàu nha. Thì ngọn Hải Đăng của Vũng Tàu á, nằm ở trên đỉnh núi nhỏ hay còn gọi là núi Tao Phùng, phường 2 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Mọi người thấy theo chân mình nè, đường lên ngọn Hải Đăng á, rất là dốc, uốn khúc nè và lượn cong nhiều nữa. Xe máy đi lên thì thoải mái dễ dàng hơn, nhưng mà nếu mà bạn di chuyển bằng ô tô thì nên cẩn thận nha, vì các đoạn đường cong của xe đó có thể là bị kẹt á. Có một dạo thì mọi người chen lên đây để chụp những cái hàng phượng á, checking những cái hàng phượng thì người ta cấm cả xe ô tô luôn. Thì con đường để đi lên núi nhỏ rất là đẹp, thoáng mát rộng rãi, cây cối thì hoang sơ, hệt như trong phim Hàn Quốc vậy đó. Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu á, được người Pháp xây dựng vào năm 1862 nhằm mục đích là chỉ đường nè, rồi báo hiệu cho các tàu thuyền qua lại, và nằm ở độ cao là 149m so với mực nước biển. 149m nha mọi người. Hải Đăng của Vũng Tàu á, là một trong số ít còn lại nằm trong khu vực thành phố. Và đây cũng là một trong những cái ngọn hải đăng cổ sơ xưa nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Mọi người thấy cái đường đi không? Rất là quanh co khúc khuỷu luôn. Đường dẫn lên ngọn hải đăng nè, rất đẹp và nằm uốn lượn bên triền núi, nơi có những cái loài cây nhiệt đới chen vách đá tỏa bóng mát xuống lối đi. Thì một số người dân địa phương á, có một cái thú vui là có thể là đi bộ men theo con đường núi để trải nghiệm và thưởng ngoạn những cái phong cảnh rất là đẹp. Đợt này mình đi thì không có chụp được cái hàng phượng. Cách đây một tháng á, dọc theo cái con đường này nè mọi người, trời ơi, rất là đẹp luôn. Có những cái hàng, nguyên một hàng phượng. Chung cha ơi, đẹp lắm. Mà kỳ đó mình đi mà họ cấm xe cho nên mình không có lên được. Ngọn Hải Đăng Vũng Tàu được xem như là biểu tượng của thành phố biển Vũng Tàu. Kiến trúc của nó đó là một cái tháp hình trụ cao 18m, đường kính 3m và được sơn màu trắng. Chút nữa tới thì các bạn sẽ được xem ha. Thì đứng trên ngọn Hải Đăng á, mình có thể cảm nhận được những cái làn gió mát từ biển khơi và vừa ngắm nhìn được toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu 360 độ luôn á các bạn. Thì trên đường đi thôi, để mình kể một câu chuyện cho các bạn nghe nha. Có một ở lại một cái làng quê nọ đó, thì gọi này là ông Tám đi nha. Ông Tám thì thường đi làm ruộng và thường là đi từ cái đường, trên đường đi làm ruộng về nhà đó, thì có một cái khúc đường mà ai cũng sợ hết á, vì nghe nói là nơi đó là chiến tranh á, hồi đó rất là nhiều người chết. Một hôm thì đến 7 giờ tối mới xong việc,
ông Tám đạp chiếc xe cọc cạch đi về. Khi mà đi gần đến cái đoạn đường đó đó, thì ông Tám mới chợt thấy là rất là lạnh xương sống. Và nhớ lại việc là người ta thường bàn tán rằng cái đoạn đường này có rất là nhiều ma. Ông thấy tự nhiên thấy ớn ớn trong người. Thì khi ông đạp xe nè, cứ đạp xe đến đầu đoạn đường, thì có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng, quần nâu sậm, xin được quá giang. Thì nghĩ rằng có thêm một người đi chung á, sẽ bớt sợ, nên ông Tám là đồng ý ngay. Đúng không các bạn, đi một mình thì sợ quá, thì bây giờ có người đi chung mình sẽ thấy đỡ hơn. Thì đi được khoảng vài trăm mét á, thì ông Tám bắt chuyện, nói cho đỡ sợ ma. Ông vừa đạp xe vừa hỏi người sau lưng á, chú em à, tôi nghe nói là nơi đây ma nhiều lắm phải không chú em? Cái các bạn biết người sau trả lời sao không? Người sau rất là bình tĩnh trả lời cho ông Tám đỡ sợ nè. Chàng ơi, đâu có nhiều đâu chú, chỉ có mình em thôi à. Nghe hết cái hồn luôn. Khi mà đi lên cái ngõ Hải Đăng này nè các bạn, thì có một cái quán cà phê rất là đẹp, cho nên các bạn có thể là đến, mình có thể nghỉ mệt ở cái quán đó ngồi uống nước. Quán cà phê đó cũng thú vị lắm. Gần cái chỗ mà ngọn hải đăng á, sẽ có là cái quán dao uco tiên nè. Nó sẽ, các bạn có thể vô đó để ăn dao ua mềm mịn và món trứng lòng đào rất rất là ngon luôn á. Mọi người nhớ nha, khi nào đến ngọn hải đăng thì sẽ, đây nè, mọi người thấy không, dao uco tiên nè, sắp đến rồi đó. Đường này rất là hẹp ha, các bạn chạy xe nhớ cẩn thận nha. Nếu mà ai mà thích thành phố Vũng Tàu, xem thành phố Vũng Tàu về đêm thì có thể đi vào ban đêm. Thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cả thành phố Vũng Tàu lung linh ánh đèn. Có nhiều, rất rất là nhiều bạn đang đứng check-in nè mọi người. Lúc nào họ cũng thể là lấy chụp hình được hết. Rất là đẹp. Có những hàng phượng nè, rồi hàng bông gòn, đẹp lắm cơ. Yeah, tới rồi các bạn. Wow. Bây giờ chúng ta cùng nhau vào tham quan nha. Cả thành phố biển Vũng Tàu như đang hiện ra trước mắt mình nè. Mọi người có thấy không? La 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 la. Một khúc ca dành tặng những ai yêu.
chặng đời trôi qua vươn vai cứ cố gắng sẽ thấy trường về. Mặt trời lấp ló sau những hàng cây nè. Cả những cái hình ảnh của thành phố biển như thu gọn trong mắt của mình ha. Và nếu thích video này á, các bạn like, share, subscribe cho Sài Gòn Du Hí nha. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye và hẹn gặp lại.